Là một nhánh của con sông Kinh Thái. Cái vườn sắn dây mà mình vừa nói với các bạn ấy nó ở bên sông. Thì bây giờ mình đang lên trên một cái bờ của ria sông này. Và đây là giống sắn dây lá, các bạn nhìn thấy lá này. Khi mà nó được trồng ở ria sông này thì đất đai màu mỡ rất là nhiều, lá rất là tươi tốt. Nên mình quay sâu xuống đây cho các bạn coi này. Các cô các bác còn để xe ở đây luôn để đi ra làm trồng hành tỏi này. Ngoài sắn dây ra thì hành tỏi ở đây cũng là một trong những đặc sản rất là nổi tiếng ở Kinh Môn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn cái u đất ở những cái bên sông này. Thì người ta sẽ phải có một cái bờ như này để chắn cho và điều tiết nước lúc vào lên nào xuống. Và đây là cái kè này để cho tránh đất bị sạt lở xuống sông. Đây là những cái u này. Người ta những cái u này, những cái u lớn này thì là đánh hết bằng máy các bạn nhé, chứ không phải đánh bằng tay. Người ta kéo dàn ra rất là xa ra gần giữa. Nhưng cái đây là những cái cột để làm cho dàn cây nó kéo ra xa. Mình thấy những cái u ở đây thường là năng suất rất là cao. Cái u đang nứt là tức là bắt đầu là có quả rồi, à nhầm, có củ rồi. Đây các bạn xem cái gốc rất là khổng lồ luôn.